Ôi, xin chào tất cả anh em nha. Ôi, anh em thấy đang thu hoạch nấm này. Hôm nay thu hoạch rất là nhiều. Rồi, anh em trong xưởng thì vẫn đang đóng phôi bình thường thôi. Đó là công việc hàng ngày của nấm rồi. Thì hôm nay cái video này không có gì hết. Chỉ là một món quà nho nhỏ mà mình gửi tặng cho một người bạn. Đây là món quà mà mình để tặng cho bạn ấy này. Chỉ là một ký nấm linh chi dùng để ngâm rượu. Cũng sẽ có dịp là nấm và người bạn đó có thể là giao lưu dùng nấm linh chi này luôn, nhưng mà chắc thì cái thời gian gặp thì giữa hai bên cũng rất là khó, vì mỗi người đều có mỗi công việc riêng mà, và rất là bận luôn trong cái, với lại bây giờ cái thời gian nó cũng tương đối là cận Tết rồi. Và cái đặc biệt mà nấm làm YouTube ấy, thì thú thật là một mình nấm không có thể nào mà gọi là tự phát triển được. Nấm được sự trợ giúp của rất nhiều anh em. Hôm đấy như gồm có như Đặng Hoàng Vlog nè, Ngô Đức Tài nè, những anh em hỗ trợ nấm rất là nhiều trong cái việc mà làm YouTube này kia, chia sẻ rất là nhiều. Trong đó có bà bán phở nữa nè. Nhưng mà hôm nay món quà này thì không đến với những người đó, mà đến với một người khá là quen với những người anh em làm YouTube, đó là Lộc, kênh Đi Rừng Và Làm Rẫy nha. Thì hôm nay cái món quà này sẽ đến tay bạn ấy, và bây giờ mình sẽ làm thủ tục. Ở đây thì nấm đi gửi hàng thì nấm không có đi ra bưu điện hay là ra chỗ Viettel mình gửi, mà bởi vì nấm hay gửi hàng nhiều quá. Nấm có sẵn luôn rồi, nấm ở tại nhà nấm viết rồi sẽ có người vào lấy luôn. Rồi nấm viết đây, ở tên người gửi. Ok, thông tin thì mình đã viết xong rồi, quà thì mình chuẩn bị đây rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái anh nhân viên lấy hàng vào thôi. Nhưng mà chắc là chờ khá là lâu và tối, anh hẹn tối thì anh mới vào được. Thì mình cũng xin kết thúc video này và mình sẽ gói hàng và chờ anh đó vào lấy nữa là ok. Hy vọng thì món quà này sẽ đến tay Lộc sớm nhất có thể nha. Rồi, nó xin chào và hẹn gặp lại nha.